Xin kính chào bà con. Thì hôm nay em xin hướng dẫn bà con về cách ấp trứng nha bà con ơi. Thì đây sẽ là hướng dẫn chi tiết cho bà con cách ấp. Chúng ta chỉ cần ấp là trứng sẽ nở tầm 90% luôn. Chúng ta sẽ không cần xịt nước, không cần phải sợ là xịt nước quá nhiều là trứng sẽ úng, hoặc là xịt thiếu nước thì trứng sẽ khô. Và cách ấp trứng này thì chúng ta sẽ ấp là trực tiếp trên cái bể nuôi luôn. Thì bà con có thể ấp trực tiếp trong một cái bể bạc hoặc là ấp trong cái mùng lưới. Thì ở đây thì đơn giản là chúng ta sẽ làm một cái kệ để xách trứng lên. Đây là cái thùng xốp nha bà con, dùng để đỡ cái kệ trứng này lên, là không cho nó chạm nước. Trong cái bể ấp chúng ta sẽ thả bèo và chúng ta ấp cái thùng xốp lên. Khi mà ấp lại thì nhiệt độ và độ ẩm bên trong nó sẽ đảm bảo để cho trứng nó nở thôi. Còn đây là kệ trứng mà em đã ấp là nó sắp nở hết đây. Còn thấy không, quả trứng nở rất là đẹp. Thì phía dưới này cũng có xốp thôi. Còn đây là ốc con, tự nó nở ra tìm đường ăn mèo cám. Sau khi nở tầm một tuần là nó ăn hết cái nhóm mèo cám này. Đây là cách ấp, là nói chung là cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần ấp là nó nở chứ không cần tác động thêm, không cần phải xịt nước. Nhiều bà con xịt quá thì nó úng, gọi là không xịt nó thì nó lại bị khô. Còn nó trứng không? Trứng nở 90% trở lên. 90% là đẹp con nha bà con ơi. 90 thôi chứ không được 100% đâu. Nó nở ra thì không còn cái xác chứ, không còn cái xác trứng chứ. Rồi bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho bà con chuẩn bị các cái dụng cụ để ấp trứng. Thì đây là cái thùng xốp. Cái thùng này thì có kích thước 8x4 nha bà con. Thùng này bà con mua ở ngoài tầm khoảng 50-60 ngàn. Còn đây là cái miếng xốp, mục đích là để đỡ cái giá trứng lên thôi. Cái miếng này là nó phải lọt, nó phải lọt lầm cái thùng của mình ấp lên đó. Bà con cắt nó tầm khoảng 2 lóng tay thôi. Còn đây là cái kệ trứng thì nó được làm bằng ống nước, ống 21. Còn đây là lưới, lưới này là lưới 4 ly. Lưới 4 ly nha bà con, phải 4 ly trở lên khi mà ốc nó nở ra, con thì nó mới gớt xuống được. Còn nếu mà nhỏ quá nó dính lại à. Đây là chúng ta kết lại. Kích thước thì nó sẽ bằng với cái miếng xốp phía dưới. Nó bằng miếng xốp này. Đây là miếng xốp đỡ lên và chúng ta đặt cái kệ trứng này lên. Và cái thùng, đây là cái thùng mà chúng ta ấp lên đây. Và đặc biệt bà con chú ý là cái thùng này chúng ta phải kín hơi nha, đừng nó lủng. Nếu mà cái thùng này lủng là chúng ta phải dán keo. Nếu mà nó hở là nó không đủ độ ẩm, cũng như là gió nó thổi vô nó sẽ bị khô trứng. Và đặc biệt là ở mép thùng chúng ta sẽ cắt một cái miếng hở như thế này. Mục đích là để cho nó thoáng khí, nó không bị nóng quá là dẫn đến chín trứng luôn. Thì tại vì chúng ta sẽ ấp ở ngoài trời, chúng ta ấp ngoài trời, nhiều bà con là ấp ngoài trời là đậy lại. Khi thùng mà ấp xuống luôn á, nó kín hơi. Nếu mà không có hở gì là nó chín luôn cái quả trứng. Nhiều bà con ấp một là bị chín trứng, không nở, hai là bị khô. Rồi thì sau khi mà bà con đã sắp được trứng vô một cái dĩ á, bà con sẽ tiến hành đặt lên một cái bể ấp. Vậy đây, trứng chúng ta sẽ đặt lên cái xốp. Bà con lưu ý trứng không được chạm nước, nó vẫn cách mặt nước là tầm 2 lóng tay, ít nhất là 1 lóng tay, đừng có cách cao hơn 2 lóng tay. Tại vì nếu mà bà con cách cao quá hơi nước bốc lên không đủ, tốt nhất là cứ 2 lóng tay. Lưu ý là nguyên tắc là không được chạm nước và cách nước khoảng 2 lóng tay, không được quá cao, cao quá hơi nước bốc lên không đủ. Và còn đây là cái thùng mà chúng ta dùng để ấp lên. Chúng ta sẽ cắt một cái lỗ đây, một cái lỗ nhỏ thôi, đừng lớn quá. Nếu cắt nhiều lỗ quá là phải bít lại đây. Đây em cắt nhiều lỗ, bít lại một lỗ như thế này đủ để thoát hơi, không làm cho nhiệt độ quá cao thôi. Và chúng ta sẽ ấp lên. Khi mà ấp là phải kín ngang và cái thùng này nó phải chạm nước. Khi mà chạm nước như vậy á, nhiệt độ bên trong sẽ ổn định tầm khoảng từ 30 đến 34 độ. Và khi nóng lên thì hơi nước sẽ bốc lên và đủ để giữ ẩm cho trứng. Khi mà ốc con nở ra thì nó sẽ tự tản ra và ăn bèo. Thì với cách ấp này thì bà con sẽ chỉ cần để ấp và đợi tới 10 ngày sau thì trứng sẽ đen.
4 ngày sau bắt đầu sẽ nở. Dạ. Cách ấp ở trong miền Nam nha bà con ơi. Nếu mà miền Bắc bà con muốn ấp như thế này thì nhiệt độ bên ngoài nó phải từ 28 độ trở lên. Nếu mà nhiệt độ bên ngoài nó thấp quá bà con ấp gì nó không nở đâu, là nhân lạnh. Thì em cũng xin tóm tắt lại cách ấp nó như thế này. Thì chúng ta phải chuẩn bị một cái thùng xốp dài 6 ngang 4 và một miếng xốp nhỏ để kê cái dĩ trứng lên, đồng thời làm một cái dĩ trứng. Cái miếng xốp lót cái dĩ trứng và cái dĩ trứng nó phải lọt được trong cái thùng xốp. Và cái thùng xốp để ấp lên thì nó phải kín. Nếu mà hở chúng ta phải dán keo lại. Đồng thời miệng thùng xốp phải cắt một cái miếng nhỏ để cho nó thoáng khí. Và khi đặt cái dĩ trứng lên mặt nước thì dĩ trứng phải cách mặt nước từ 1 lóng đến 2 lóng tay, không được quá cao. Nếu cao quá thì hơi nước sẽ không đủ để bốc lên. Khi mà úp cái thùng xốp lên, chúng ta sẽ úp cho nó chạm nước. Thì em cũng đã chia sẻ xong về cách úp trứng cho bà con. Đây là cách úp có thể nói là đạt tỷ lệ nở rất là cao. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con thấy hay thì cho em xin một nút like video, cũng như là bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.